trí gần quốc lộ 1K thuộc địa phận phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cách thành phố Thủ Dầu Một 20 km về hướng Tây, nằm gần sông Đồng Nai và tiếp giáp với nhiều tuyến giao thông lớn đi thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu. Núi Châu Thới cao 85m, trên đỉnh có ngôi cổ tự uy nghi, quang cảnh cây cỏ quanh năm tươi tốt. Đại học sĩ Trịnh Hoài Đức đã từng miêu tả, núi Châu Thới là tấm bình phong che chắn các luồng gió dữ. Nó còn điều hòa khí hậu cân bằng sinh thái cho cả một vùng đất và người dân xung quanh. Núi Châu Thới còn là một biểu tượng đẹp của vùng cư dân Biên Hòa xưa và nay là tỉnh Bình Dương. Núi Châu Thới mang những giá trị cảnh quan rất đặc sắc. Núi cao nằm giữa vùng bình địa bằng phẳng, dưới chân núi có những hồ nước trong vắt. Xa xa về phía đông là dòng sông Đồng Nai uốn lượn hiền hòa. Cây cối thảm thực vật trên núi phong phú đa dạng, quanh năm xanh tốt che rợp những lối đi. Vãn cảnh chùa mùa nào, du khách cũng cảm nhận được bầu không khí mát mẻ, trong lành, tĩnh lặng. Di tích danh thắng núi Châu Thới là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Bình Dương, được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng là di tích danh thắng cấp quốc gia ngày 21 tháng 4 năm 1989. Với những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, đặc biệt trong quần thể cảnh quan núi có chùa Thái Sơn, hình thành từ rất sớm là một trong những ngôi chùa đầu tiên của tỉnh Bình Dương. Theo các nguồn tư liệu khảo cứu, chùa Châu Thới được xây dựng vào khoảng năm 1612 do thiền sư Khánh Long sáng lập từ một am nhỏ. Lúc bấy giờ chùa được mang tên là Hội Sơn Tự. Tuy nhiên, căn cứ vào lạc khoản còn lưu giữ ở chùa có ghi dòng chữ Tân Dậu Niên Chánh Nguyệt Sơ Kiến Nhật. Có thể xác định chùa Châu Thới được xây dựng vào năm 1681 và là ngôi chùa được xây dựng sớm nhất tỉnh Bình Dương và thuộc nhóm lâu đời nhất Nam Bộ. Hơn 300 năm lịch sử, chùa Châu Thới đã trải qua 13 đời trụ trì. Quá trình biến động lịch sử, chùa đã được tu tạo nhiều lần. Năm 1930, trùng tu lại nhà thờ tổ và giảng đường. Năm 1971, đắp xi măng 220 bậc thang lên núi. Năm 1993, chánh điện trùng tu. Sau đó các hạng mục khác như bảo tháp, đại hồng chung, tượng Phật, rồng trầu cũng được xây dựng hoàn thiện. Bên cạnh những giá trị lịch sử tôn giáo, chùa Châu Thới còn mang những giá trị lịch sử cách mạng của vùng đất Dĩ An. Trong kháng chiến chống Pháp, dựa vào thế núi và ngôi chùa Châu Thới là nơi trú ẩn, hội họp của các nhà hoạt động cách mạng. Với địa thế hiểm trở, lại có các vị sư yêu nước, do đó rất thuận lợi làm điểm hội họp dừng chân ẩn náu. Chùa Châu Thới đã từng là nơi luyện tập võ nghệ của các hội viên Thiên Địa Hội, nơi dừng chân của quân Đào Tây Sơn và là nơi lánh nạn của các chiến sĩ cách mạng. Các nhân vật nổi tiếng lúc bấy giờ như Huỳnh Văn Nghệ, Huỳnh Tấn Phát cũng đã từng đến chùa và hoạt động tại đây. Trong suốt hai cuộc kháng chiến, các chư tăng ở đây đã ủng hộ tiền, gạo, vải, thuốc cho bộ đội. Lúc cần cấp bách, chùa Châu Thới đã ủng hộ cả Đại Hồng Chung để công binh xưởng lúc đạn đánh giặc. Chùa Châu Thới được liệt vào một trong những danh lam cổ tự của Việt Nam. Chùa, núi, quang cảnh xung quanh tạo nên một danh thắng phong thủy hữu tình, cảnh trí thơ mộng, xanh mát. Các yếu tố kiến trúc hòa quyện tạo điểm nhấn cho khung cảnh thiên nhiên, làm toát lên những giá trị văn hóa kiến trúc, văn hóa cảnh quan nổi bật. Chùa Châu Thới hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật có giá trị, trong đó có 3 pho tượng Phật được tạc cách đây hơn 300 năm, hệ thống tượng gỗ, tượng đất nung. Đặc biệt chùa còn lưu giữ pho tượng Quán Thế Âm Bồ Tát bằng gỗ mít trên 100 năm tuổi do chính Hòa Thượng Thích Thiện Hóa chế tác. Tuy các hạng mục chính của chùa được xây dựng bằng bê tông cốt thép, song được thể hiện bởi những bậc thợ tài hoa, nên tổng thể chùa vẫn toát lên vẻ đẹp cổ kính, đậm màu sắc dân tộc. Quần thể chùa, điện trên núi Châu Thới gồm chánh điện, nhà tổ, điện Thiên Thủ Thiên Nhãn, miếu Linh Sơn Thánh Mẫu, điện thờ Như Trì Kim Mẫu, chánh điện. Một số hạng mục được trang trí bằng các mảnh gốm sứ rất đẹp mắt. Năm 1994, chùa đã vận động bà con đóng góp đúc 4 pho tượng đồng, mỗi tượng nặng trên 1 tấn, cao 2,5m, do nhóm thợ kỳ cụ của xứ Huế. Đây là những pho tượng đúc đồng đầu tiên tại tỉnh Bình Dương.
Ngoài ra chùa còn có tượng Quán Thế Âm Bồ Tát và tượng Đại Thế Chí Bồ Tát cao 22,5m, hai cặp rồng lớn chanh châu bao quanh, cách hàng chục km vẫn có thể nhìn thấy. Hàng năm danh thắng núi Châu Thới đón hàng chục ngàn lượt khách du lịch về chiêm bái lễ Phật. Đặc biệt vào dịp đầu năm và lễ Vu Lan báo hiếu, du khách nhiều tỉnh lân cận như Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Tây cũng tập trung về đây xin lộc, viếng chùa và tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện trao tặng quà cho bà con khó khăn trong vùng. Cũng vào những dịp này, núi Châu Thới trở thành một điểm du lịch tâm linh đặc biệt cuốn hút. Khách vãng cảnh chùa đông đúc từ sáng tinh sương cho đến chiều tối muộn. Các lối đi lên núi luôn nhộn nhịp bước chân. Các gian hàng lưu niệm, các sạp đồ ăn nhanh, các đặc sản vùng miền đều được bày bán hai bên đường để phục vụ du khách tham quan. Đây là con đường bậc thang dẫn bộ lên chùa. Tại con đường này có một câu chuyện rất là ly kỳ. Quý vị thấy kia là một hòn đá nằm ở bậc thang thứ 170. Tại đây lúc nào cũng nhang khói nghi ngút. Ngay giữa lối đi, người dân hòn đá là ông Tà, vị thần giữ cửa chùa. Chuyện kể rằng năm 1971, sư trụ trì cho mở rộng lối đi, đổ bê tông con đường trước cổng tham quan. Những hòn đá vướng víu đều được đục đào bỏ. Bằng chứng là hai bên đường đá được phá ra sắp thành hàng ngay ngắn. Nhưng khi đụng vào ông Tà không ai làm gì được. Có người nổi giận dùng búa đập liên tục đến tóe lửa nhưng vẫn không làm rơi mẫu đá nào. Sau đó nhóm thợ chuyên nổ mìn phá đá được mời đến dọn ông Tà. Nhóm thợ đào sâu xuống lòng đất để nhét thuốc nổ vào. Ý định là dùng sức nổ đánh bật gốc hòn đá cho lăn xuống chân núi. Nhưng đào mãi nhóm thợ mới biết hòn đá dính liền với cả khối đá khổng lồ bên dưới lòng đất. Thế là sau nhiều lần đánh mìn bất thành, mọi người mới bất lực thú nhận với sư trụ trì. Nghe chuyện khó tin, sư trụ trì yêu cầu mọi người giữ nguyên hòn đá vì cho rằng có thể đây là vị thần giữ cửa chùa. Người ta không làm đường tránh mà để nguyên hòn đá ở giữa đường như thế. Sư trụ trì dùng sơn viết lên đó mấy chữ Hán có nghĩa là Tà Lão Trung Sơn, tức là ông Tà giữ núi